có ba đi lật nhà giùm ta đó rồi về buổi tối á. Thì xe đụng. Rồi ta chạy luôn. Ta chạy luôn bỏ luôn. Bây giờ là cái cây hinox vẫn còn trong tay. Lấy ra không có tiền đi lấy ra. Bác sĩ nó lấy ra tới mười mấy lắm đó. Đâu? Lấy cây hinox ra. Lấy cây hinox ra là 7-8 triệu thôi. Ba em không có bảo hiểm đâu. Không, đợt rồi em cũng đâu có bảo hiểm đâu. Em đi mổ xương vai là người ta nói lấy ra cũng 7-8 triệu thôi. Bạn gãy đang khúc đây khúc đi. Ồ quá nhiều rồi. 3 khúc rồi. Rồi chú bị đó là lâu chưa chị? Cũng 3 4 năm rồi đó, mới không làm nữa. Ồ, vậy là tới mùa lạnh nó nhất chứ lắm luôn. Đúng rồi, để nó trống hoài mà mùa lạnh nó nhất rồi. Thưa anh Vũ thì em nghĩ cái này là họ không có nước thì mình anh nghĩ có nên là mình làm cái nước cho họ. Nếu mà tại vì theo anh suy nghĩ á, nếu mà bây giờ cái nguồn nước ở sông nó rất là ô nhiễm, tại bây giờ không phải như hồi xưa, bây giờ ba cái thuốc trừ sâu, cái nhất cái hai ba cái động vật nó chết rồi người ta thảy xuống sông này kia đó, nó cũng không được sạch sẽ lắm, thì thấy nguồn nước này là nó quá dơ. Nếu như mà mình có mấy anh mấy chú mấy cô mà ở bên bển á có điều kiện ủng hộ nên xây cho em nó một cái cây nước để cho nó có nước sinh hoạt ăn uống rồi, chứ giờ theo tình hình mà nhìn thấy là thấy nước này dơ lắm, dơ mà trong khu vực này thì cái nước máy nó không có nữa. Dạ. Đường này nó không có nước máy nữa. Thành ra là cũng nhiều thấy cũng khó khăn cho em đó. Ủa như vậy là ở đây người ta cũng đều xài nước giếng hết hả anh Vũ? Nói chung thì nhà nào có điều kiện thì người ta sẽ khoan nước giếng để xài, còn nếu mà không có điều kiện thì cũng chưa biết người ta làm bằng cách nào thôi. Dạ. Thì mình chỉ lại đây mình gặp ở đây là cái trường hợp này mình thấy là coi như là không có đủ điều kiện để mà có tiền để mà xây dựng được một cái khoan giếng nước đó để xài. Dạ. Thì ra mình thấy nó là vậy. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã chia sẻ những gì anh tại anh là người ở đây thì dễ biết hơn em. Thì thưa chị. Dạ Sơn xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Xin chúc cho cô chú anh chị sức khỏe. Thì hôm nay Sơn ở Gò Quao thì cũng có biết được một hoàn cảnh và Sơn cũng đã để ý nhiều lần rồi, nên là hôm nay cũng xuống như đây Sơn cũng gặp lại nữa đó, nên là Sơn cũng muốn vô hỏi cái chị này, chị có tặc nó ra làm sao đó, giống như là trước bị cháy bị phỏng người á, cô chú anh chị nó đang đứng bán vé số trong cây xăng á, có tặc quyền nữa đó, nên bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong để hỏi thăm nha. Lại nhân vật này nè cô chú anh chị, thì giống như có tặc hay là bị phỏng hay sao đó. Thì khi chị bán xong rồi Sơn gặp chị hỏi thăm chị con như thế nào nha. Ở đây là cái huyện Gò Quao nhỏ, bây giờ đang đứng đây chờ chị bán xong rồi Sơn gặp chị này. Theo như chị này Sơn biết chắc chị cũng lớn tuổi rồi, mà không biết ở nhà có ở dài không. Này lại chỉ ngồi bán ở cây xăng này thôi chứ không đi đâu xa hết. Chị bán vé số hả? Ngày chị bán được nhiêu tờ? 500 tờ. 100 tờ. Ủa rồi cái tay chị bị sao vậy? Bệnh. Dạ. Bệnh. Bệnh. Bệnh gì chị? Bác sĩ nói bị sơ cứng mì. Bị cái gì chị? Sơ cứng mì. Dạ. Sơ cứng mì. Sơ cứng mì. À chị bị này bao nhiêu lâu rồi? 10 năm. Chị cứ bán được hồi nãy mua tiếp như vậy. Chị bị nhiêu lâu? 10 năm rồi. Tên họ của chị là gì chị? Lương Hồng Hương. Lương Hồng Hương. Hồng Thương. Mà họ Lương. Dạ. Vậy là cùng họ với em rồi.
chị đọc lại giùm em cái. Dạ, Lương Hồng Thương. Lương Hồng Thương. Năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? 31. Dạ. Bây giờ chị bị vậy được rồi, có gia đình chưa? Chưa có gia đình. Rồi bây giờ chị bán dĩa ở với ai? Ở với ba. Ở với người ba nữa. Mà ba chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Ba em tưởng rộng 6 mấy. 6 mấy là 6 mấy chị? Tưởng rộng cũng không biết 6 mấy. Khoảng mấy, khoảng bao nhiêu chị đoán thử? Ba em chắc cỡ 65 á. À. Rồi chị bán gì một ngày được bao nhiêu tờ? 100 tờ á. Lại đây thì được trong lúc đó bán ở dưới á, được 50-60. Mới lại đây cậu là mới bán được 100 tờ. Một ngày 100 tờ thì là một ngày 100 ngàn. Thì cuộc sống của chị với ba thì đủ không? Chị bán vậy mua đồ ăn thì ba em không có làm gì đâu. Ở nhà không à, không nghỉ tay á. Dạ. Ba không có làm gì hết. Hả? Ba chị không có làm gì hết. Không bị gãy tay đó, không làm nặng không bị sưng. Dạ. Rồi chị bán vậy rồi mấy giờ chị mới về nhà? Em 12 giờ đạp gì ạ? 12 giờ đạp xe về nhà. Nhà xa không chị? Nhà em ngay chỗ xe nước mía rồi đi qua sông. Dạ. Ngay chỗ xe nước mía rồi đi qua cây cầu qua sông. À. Thì bây giờ chị bán đi thì tí trưa em ghé lại nhà thì nhà chị chơi chút xíu được không? Dạ. Ha. Được. Ok vậy đây bây giờ chị bán đi rồi chơi tới trưa rồi em ghé lại. Dạ. Ha. Dạ. Thưa cô chú anh chị thì sáng Sơn có hẹn với cái chị bán vé số này đi đến thăm cái nhà đó. Bây giờ Sơn cũng đang trên đường đi đến nhà chị đó, đường đi thì đồng lúa xanh như thế này, lúa này mới trồng thêm đó cô chú anh chị. Đường quê thì không có xe nhiều. Sơn có gặp chị bán vé số đó, thì bây giờ Sơn cũng có hẹn với chị là 1 giờ Sơn lại nhà chị thăm nhà. Thì bây giờ Sơn đã đứng trước cửa nhà chị rồi đó, thì nhà cặp với cái mé sông như thế này là cô chú anh chị đó. Rồi thì Sơn cũng mời cô chú anh chị theo chân Sơn vào bên trong để thăm hỏi gia đình của chị nha. Là cái chòi phía trước mặt Sơn nè. Hồi nãy Sơn đi bị bể bánh xe rồi nên là nhờ anh Vũ chở. Bây giờ Sơn vào bên trong nha. Ở dưới quê thì nó sống gì nước sẽ nước dưới sông. Dạ em chào chị. Chị bắt ghế ngồi đi. Có ghế không? Nhà mình có ghế không? Thôi thì đứng đi ha. Ở ba chị đâu? Ba đâu không biết, sáng nãy giờ gì không hết. Mới chắc đi qua sông. Đi đâu? Chị không biết đi đâu luôn hả? Ở rồi ở đây là mình nhà của mình luôn hay sao chị? Dạ. Nhà ba. Mà người ta có cho mình cắt ở đây không? Cho đất ba. À, đất của ba chị luôn. Dạ. Rồi ở đây xài điện sao chị? Câu nhờ bên nhà của bác. À, mình câu nhờ, mình trả hàng tháng ha. Dạ. Rồi nước ở đây mình xài làm sao? Con xài nước sông không à? Xài với sông không? À. Rồi uống rồi sao? Dạ. À đi hứng nước của người ta, hứng nước máy của người ta đem uống hả? Dạ. À. Tối rồi xài sông. Ờ, như là nhà mình chưa có cây nước. Ờ, thí dụ như ở đây mình có điều kiện mình vô nước thì được không? Có người ta phan cây nước đó. Phan là có nghĩa là người ta lấy nước giếng hả? Dạ, người ta phan rồi người ta xài bồn nước tưới. Chứ không có xài nước máy được. À, cho em vô trong chút xíu coi.
cái chỗ này là chị ngủ hả? Chỗ nào chị ngủ? À, cái chỗ ngủ là chỗ này. Rồi ba chị ngủ đâu? Ba chị là văn chạy cái chiếu dưới đó ngủ. Ở dưới đất này luôn. Trời ơi. Rồi những cái bọc cái này nước rồi sao chị không bọc nước này sao chị không lấy tay để đẩy nước này ra ngoài để nó chứa đây nè, rồi nó bể nó sạc vô trong mùng làm sao nhà ở nhà lỗ hang không, nhà gì cắt lâu chưa chị? Mấy năm rồi. Dạ. À, tủ lạnh này là còn xài được không? Không, xài cho lâu lắm mà hư rồi. Hư ha. Dạ. Rồi chị đứng vô này đi cho em hỏi thăm xíu. Dạ. À, đứng vô này đi cho nó dễ. Rồi chị đứng ở đây. Rồi, chị đứng trong nhà kìa. Dạ. Rồi ba chị đâu chị không biết hả? Cắt qua sông làm chơi vậy, đi vòng vòng qua nhà không ạ? À, bây giờ kiếm này kiếm chú làm sao? Dễ vậy ba. À, nghĩa là bây giờ là mình giặt vũ hay là ba giặt không à? Ý là ý em nói là cái giặt vũ hay là cái gì đó thì rửa chén rửa bát rồi là dưới sông này hết luôn. Dạ. Trời, nhiễm trùng chết luôn, vi khuẩn không. Rồi chị đi bán vậy rồi mà một ngày chị bán 100.000 đúng không? Có cỡ này thì được 100 tờ. Rồi đủ cái xây cái việc là ăn uống thuốc men về cho ba chị không? Thì em bán số lại mua đồ ăn về, còn thuốc thì em đi lãnh hàng tháng. Dạ. Anh thuốc có thì bệnh viện cấp trên, không có thì giống như mua thêm á. Mà cái tay chị là nó bị cái bệnh gì hồi sáng chị nói cho em nghe đó, là bị bệnh gì? Bác sĩ nói bị sơ cuốn bì. Sơ cuốn bì. Dạ. Dạ. Có nghĩa là cái tay nó quéo vậy luôn? Nó quất từ từ nha. Mà nó quéo lâu chưa chị? Dạ cũng 10 năm mà nó quất từ từ. Rồi chị xè tay coi. Cái ngón cái hoạt động được. Dạ. Còn mấy cái kia là không hoạt động được. Dạ. Còn bên đây là hoàn toàn luôn hả chị? Dạ, vậy nó cứng á. Ở bên tay trái nè. Ngón cái bên đây cũng không hoạt động được luôn. Dạ. À, chỉ còn hoạt động được cái ngón cái thôi. Đây căn nhà này của chị là ở sát mấy sông hết trơn cô chú anh chị. Mà nhà lá nữa. Rồi cái này mưa là tạt vô 100% là tạt luôn. Điện thì nhờ được câu nhờ cái nhà kế bên đây. Nhưng mà nước thì không có, nước thì xài dưới sông không à. Chỉ có uống thì xách cái thùng đi qua bên nhà bên đó để xin. À không có cái nước. Chị ngồi đây mình ngồi để nói chuyện cho nó dễ hả chị ha? Chị ngồi lên ghế đó đó. Cái mình có cái ghế đó. À. Có nghĩa là nó bị cứng cái cơ đó luôn rồi. Rồi. Thí dụ như bây giờ mà mình vô cái nước là khoảng bao nhiêu tiền chị? Mà chị cho em hỏi nha, chị có thể chia sẻ với em được không? Dạ. Cái cuộc sống mà chị sống chung với ba vậy đó, chị có thấy vất vả không? Dạ. Hả? À, chị có thấy vất vả không? Có sao đâu. Không có sao. Dạ. Chị thấy bây giờ chị bệnh như vậy, chị có tuổi không? Nghĩa là mình không được giống như người bình thường. Dạ. Không hoạt động được rồi. Phải mà mưu sinh ở ngoài đường. Chị bình tĩnh thì đừng có khóc. Rồi giờ bà bật của chị là làm con nữa, nên là phải trách nhiệm nuôi cha mẹ là tuổi già. À, chị có thể chia sẻ với em như thế này nè. Hiện tại á, chị có ước mơ gì không? Hả? Bán ngày nào ăn ngày đó. Bán ngày nào ăn ngày đó.
ý em hỏi là chị có nguyện vọng gì, ước mơ gì đó? Không biết ước mơ gì đâu. Sao mà chị khóc? Bình tĩnh nói chuyện chứ có gì đâu mà khóc. Thì anh thấy là cái tuổi chị là con gái, lớn lên không được lành lặn như mọi người, rồi mà hoàn cảnh mình như vậy nữa thì em nghĩ là chắc cũng tuổi lắm hả chị ha. Dạ. Mình không được bình thường như người ta. Bao nhiêu người con gái khác thì họ được đi đây đi đó, cái thứ nhất, cái thứ hai hoạt động là bình thường. Dạ. Cái thứ ba nữa họ kiếm cái cuộc sống cũng dễ hơn mình, tại vì bây giờ cái tay chân chuyện gì rồi thì đành phải chịu. Dạ. Đó, nên là bây giờ á, em biết là chị có ước mơ gì đó nên là không có tiện nói, đúng không? Dạ. Chị có việc nói chia sẻ với em thì em mới chia sẻ ước mơ đó với chị được. Chị cứ mạnh dạn nói với em coi cái ước mơ chị là cái gì. Con biết rồi, tại đó giờ con cũng có gì đâu ước mơ đâu. Không có ước mơ gì hết. Dạ. Lúc mà chị mới bị cái này nè thì chị cảm nghĩ, chị có nghĩ là về sau mình sẽ giống như bị người tàn phế không? Dạ, bác sĩ cũng có nói là từ từ làm gì đó. Là có nghĩa là mình tàn phế luôn. Dạ. Không chữa trị được nữa. Rồi gặp cái hoàn cảnh mình như vậy nữa, thêm cái bệnh của chị như vậy nữa thì phải chấp nhận rồi. Bây giờ nếu mà chị có tiện là có muốn là có được cái cây nước không, để mình có cái xài nước ở nhà chứ không xài nước dưới sông nữa. Tại vì sông rất là dơ chị, người ta xài cái gì người ta cũng dùng sông hết á, nên nó rất là dơ bẩn. Rồi mình xài mình rửa chén bát rồi này nọ mình ăn vô là nó vi khuẩn không à, rồi mình càng thêm bệnh nữa, phải không? Nếu mà em nhờ kêu gọi để cho chú với chị là ba chị đó để có cái nước ở nhà mình xài, chị thấy đồng ý không? Thấy nó vừa hợp lý vô cái việc chị nghĩ không? Dạ, mà nó còn biết làm cái nước đâu, chỉ mới xong. Thì cái nước đó thì người ta thợ người ta làm thì người ta biết. Dạ. Người ta biết chỗ nào có nước, chỗ nào không có nước. Hoặc là nếu mà mình hỏi mà ở đây mà có nước máy á thì nó ok hơn. Yeah. Đúng không? Mình có thể là mình đi đường ống thì không biết đến bao nhiêu xa, nhưng mà em hỏi thiệt là nếu như mà là có cái nước á thì giống như cái chị đang mong đợi không? Có cái nước thì em giống như mỗi lần em muốn tắm rồi nó đỡ hơn, nhiều khi nước rồng không bao giờ dắt lên. À, nước gồng có nghĩa là nước giật sát dưới, rồi cái cầu cao quá mình muốn nước không được. Thưa cô chú anh chị, hoàn cảnh nhà thì rách nát, nước thì xài dưới sông như thế này nè, họ xài trên cái cây cầu. Nếu mà giờ này nước này á, thì họ còn múc lên xài được. Chiều á, là nước nó giật, nước rồng á, gọi là nước rồng đó cô chú anh chị, thì nước nó giật xuống tới dưới rồi là múc nước không được xài nữa. Rồi thêm chị có cái tật bệnh tật gì nữa rồi rất là khó về cái việc là sinh hoạt trong gia đình. Bây giờ em hỏi chú ba của chị không có nhà nó, nên là nhà thì không có nước nữa, muốn nước sông xài ăn uống gì được, giặt giũ gì đó hết. Chỉ có bình nước là đi xin bên nhà bên kia đi uống thôi, còn ngoài ra là xài nước sông ở dưới hết anh vô. Thì điện ở đây chỉ đóng một tháng bao nhiêu một tháng? 20 là khi con có tiền em đóng, không có thì tao không có lấy. Dạ. Yeah. Để con đâu xài đâu, không điện không à. Thì người ta cũng thương mình, người ta cũng muốn cho. Cũng đèn với quà. Không. Lúc đó ba đi lập nhà, giờ người ta đã về buổi tối á.
thì xe đụng người ta chạy luôn, người ta chạy luôn bỏ luôn. Bây giờ là cái cây hinox vẫn còn trong tay, lấy ra không có tiền đi lấy ra. Bác sĩ nó lấy ra tới mười mấy lắm đó. Đâu lấy cây hinox ra, lấy cây hinox ra là 7-8 triệu thôi. Ba em có bảo hiểm nào không? Được rồi, em cũng đâu có bảo hiểm đâu, em đi mẫu xương dai là người ta nói lấy ra cũng 7-8 triệu thôi. Bạn gãy đang khúc đi, khúc đi. Ồ, quá nhiều rồi, 3 khúc rồi. Rồi chú bị đó là lâu, là lâu chưa chị? Cũng 3-4 năm rồi đó, mới không làm nữa. Ồ, vậy là tới mùa lạnh nó nhức chứ lắm luôn. Rồi, để nó trống hoài mà mùa lạnh nó nhức rồi. À, thưa anh Vũ thì em nghĩ cái này là họ không có nước thì mình, anh nghĩ có nên là mình làm cái nước cho họ. Nếu mà vì, theo anh suy nghĩ á, nếu mà bây giờ cái nguồn nước ở sông nó rất là ô nhiễm, tại bây giờ không phải như hồi xưa, bây giờ ba cái thuốc trừ sâu, thứ nhất thứ hai ba cái động vật nó chết rồi người ta thảy xuống sông này kia đó, nó cũng không được sạch sẽ lắm, thì thấy nguồn nước này là nó quá dơ. Nếu như mà mình có mấy anh mấy chú mấy cô mà ở bên bển á có điều kiện ủng hộ nên xây cho em nó một cái cây nước để cho nó có nước sinh hoạt ăn uống rồi, chứ giờ theo tình hình mà nhìn thấy là thấy nước này dơ lắm, dơ mà trong khu vực này thì cái nước máy nó không có nữa. Dạ. Nó đường này nó không có nước máy nữa. Thành ra là cũng nhiều thấy cũng khó khăn cho em đó. Ủa như vậy là ở đây người ta cũng đều xài nước giếng hết hả anh Vũ? Nói chung thì nhà nào có điều kiện thì người ta sẽ khoan nước giếng để xài, còn nếu mà không có điều kiện thì cũng chưa biết người ta làm bằng cách nào thôi. Dạ. Thì mình chỉ lại đây mình gặp ở đây là cái trường hợp này mình thấy là đây là không có đủ điều kiện để mà có tiền để mà xây dựng được một cái khoan giếng nước đó để xài. Dạ. Thì em thấy nó là vậy. À, cảm ơn anh nha. À, cảm ơn anh đã chia sẻ những gì à, tại anh đang gửi đây thì dễ biết hơn em. Thì thưa chị, thì anh Vũ nói như vậy á, nó cũng trùng với cái ý hợp với chị nghĩ không? Nghĩa là mình cần cái có cây nước để xài nước sạch hơn, dạ. Hợp vệ sinh hơn. Bởi vì cái nước dưới sông á thì chị cũng nghe rồi đó, anh Vũ nói là những cái thành phần đó thì nó rất là vi khuẩn rất là cao, nó có rất là cao luôn, chưa kể cả là người ta quăng rác nữa. Sợ mấy năm nước sông. Sao chị? Sợ mấy năm ở đó sợ nước sông mà. Làm sao chị nói từ từ cho em hiểu? Mấy năm sợ nước sông không á. À, có nghĩa là từ đó giờ sợ nước sông không? Thì em nghĩ là ở đây chắc người ta sẽ có xài khoan giếng, người ta bơm người ta xài thôi đúng không chị? Người ta khoan cây nước rồi người ta gắn mua tua vô. Đúng rồi. Dạ. Thì ở đây là hầu như là chỗ lân cận chỗ này là người ta cũng xài vậy thôi. Dạ, mấy người lên xài vậy đó. Hồi đó có anh nhà thiện cho cây nước nữa mà tại em đây không có chỗ biết chỗ nào khoan. Nó cũng cho rồi xong. Thì bây giờ để em nhờ bên anh Vũ hỏi vòng vòng dưới này cái người mà tao khoan giếng là tao gần hơn, tên tao chuyên nghiệp á, là tao biết chỗ nào có chỗ nào không nha chị ha. Dạ. Rồi bây giờ em nói chuyện với chị nãy giờ mà chưa thấy chú về nữa thì chắc là em chưa có duyên gặp chú rồi. Anh vậy cũng đi kiếm anh thấy nấu được cơm rồi đi đâu. Dạ. Chia sẻ cái này anh cá nành giăng lưới hả? Lưới giăng lưới là câu dính cái chốt thôi. Thao này chắc gỡ từ sáng tới chiều. Thấy gỡ thao này từ sáng tới chiều luôn á. Ủa mình anh có thể chia sẻ giùm em là cái vụ mà cái nước á, lại đây hồi đó anh làm bao nhiêu một cây đó anh? Có một cây 2 triệu mấy. À, còn bây giờ thì anh biết giá không? Không lâu. À, bây giờ là tầm khoảng 5 triệu đó, 5-6 triệu rồi. Em nghĩ là 5 triệu trở lại. Thì đó, cỡ khoảng đó đó. Giờ nhà anh cũng đang xài cái cây nước đó luôn. Ừ. Dạ. Tại vì em thấy cái hoàn cảnh nhà này không có nước nồi gì xài nước dưới sông không á. Nên em tính hỏi thăm thử để biết giá rồi để mình còn biết, để mình còn tính á. Em cũng cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe nha. Rồi. Anh còn cắt cá, tìm hai đứa cháu ngồi cắt tiếp nữa. Chị cho em hỏi là cái nhà bên đó là nhà của ai? Nhà bà nội đó hả? Bà nội còn sống, nội với bác Tám á. À, bây giờ thôi, bây giờ nó cũng trễ rồi thì chị cứ làm gì làm đi ha. Bữa nay em cũng chưa có duyên để gặp. Dạ. Mà chị với ba có
nghĩa là có hợp ý nhau không? Ba mình giống như lúc mẹ đi tới giờ là lâu lâu ba nhậu hoài à. Không biết làm, biết làm. À có nghĩa là mẹ chị chết là ba hay buồn nhậu. Dạ không, mẹ đi bỏ lúc nhỏ. À. Nghĩa là mẹ bỏ đi. À, thôi bữa nay em đến thăm chị. À, cái thứ nhất cũng chúc chị sức khỏe. Dạ. À, cũng đến thăm gia đình nhưng mà chưa có gặp chú. Dạ. À, thì chị bán vé số 1 ngày 100 tờ để mưu sinh cho chị với ba luôn. Dạ. À, thì cái cuộc thăm hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ nhỏ gửi cho chị. Dạ. À, có cái anh chị Phương ở bên Mỹ. Cái này chị Phương ở bên Mỹ gửi tặng cho chị 500. Dạ. Cảm ơn chú. Đây em gửi tặng cho chị 500. Rồi, chị Phương gửi tặng cho chị đó. Cảm ơn. Chị Phương á, chị này dạ. Chị tên chị Phương. Dạ, cảm ơn chị Phương. À, giờ chị gửi tặng cho món quà nhỏ nhỏ cho chị dạ. Ha, để chị mua mắm mua cái gì đó để cho có cái đồ ăn ngon ngon để là hai chị con ăn ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe nha. Dạ. À, chúc chị mua may mắn đắt. Đây thưa cô chú anh chị thì video của Sơn cũng xin kết thúc ở đây. À, tại vì hoàn cảnh cũng thê thảm, cũng không có nước xài nữa cô chú anh chị. À, thì Sơn cũng đã đi hỏi vòng vòng ở đây thì có được cái anh đó ngồi đó đến cắt cá thì Sơn đã hỏi rồi. Thì video của Sơn xin kết thúc ở đây. Sơn chúc cho cô chú anh chị sức khỏe và hẹn gặp lại video tiếp theo.